bác sĩ bệnh viện bãi cháy Quảng Ninh vừa phẫu thuật lấy mảnh xương cá gây áp xe vùng cổ cho cụ ông 71 tuổi. Bệnh nhân NVM, trú tại thị xã Đông Triều Quảng Ninh, sau khi ăn cá bị đau vùng cổ khoảng 20 ngày. Trước nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, đau khi nuốt. Khi khám kết quả chụp siêu âm cổ và chụp CT scanner vùng hàm mặt, có tiêm thuốc cản quang, phát hiện hình ảnh dị vật mềm vùng cổ, kích thước 8 mm, hạ họng bên trái phù nề tổ chức lân cận, dày hốc amidan hai bên các bác sĩ đã hội trần kết luận tình trạng áp xe thành bên họng do dị vật xương cá, chỉ định phẫu thuật lấy dị vật. Bác sĩ chuyên khoa 1 Doãn Chiến Thắng, khoa ung biếu 2 Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật bóc tách vùng cổ cháy, lấy thành công mảnh xương nhỏ, sắc nhọn khoảng 1cm và loại bỏ khối áp xe. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bác sĩ cho biết, hóc xương cá, gà, vịt nếu phát hiện sớm có thể xử lý, gắp dị vật đơn giản bằng thủ thuật nội soi họng. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân này có dị vật là xương cá nhọn, mảnh nhỏ đã xuyên sâu vào lớp cơ cổ, lâu ngày tạo thành ổ mù, áp xe vùng cổ nghiêm trọng, gây xương đau. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh để làm giảm tình trạng viêm, nhiễm trùng, thu hẹp kích thước ổ áp xe trước khi tiến hành phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật xử trí kịp thời thì dị vật có thể di chuyển, đâm vào động mạch cảnh gây chảy máu khó cầm, áp xe cổ có thể lan đến trung thất gây nhiễm trùng, nhiễm khuẩn trung thất, thậm chí sốc nhiễm trùng đe dọa tính mạng. Các trường hợp hóc dị vật đường ăn thường ít gây ra tình trạng nguy cấp đe dọa tính mạng tức thì như hóc dị vật đường thở, tuy nhiên, dị vật không được lấy ra sau một thời gian ngắn trong vòng 24 giờ sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng ở đường ăn. Hóc dị vật sắc nhọn như xương cá thường gặp ở người già và trẻ nhỏ, do vậy, để tránh biến chứng nguy hiểm, bác sĩ bệnh viện Bay Trái khuyến cáo người bệnh khi bị hóc xương không nên cố nuốt nhiều loại đồ ăn để xương trôi xuống. Xương từ đường ăn ra vào các khu vực khác có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm xương cá đâm vào sàn miệng gây nhiễm trùng, nhiễm trùng lan tỏa vùng cằm, cổ, trung thất, nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Xương cá đâm vào thành họng có thể khiến họng viêm nhiễm, áp xe thành họng và có nguy cơ dẫn đến các bệnh hô hấp, áp xe trung thất. Xương cá có thể rơi xuống khu vực đường thở gây bít tắc đường thở, ngạt thở, ngất, tắc thở và có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời. Sương cá mắc ở khu vực phế quản phổi có thể gây viêm nhiễm, hoại tử các mô xung quanh, áp xe khu vực đường hô hấp dưới, gây các hiện tượng như viêm thanh quản, viêm phổi, xẹp phổi, áp xe phổi. Nếu hóc xương dẫn đến đau họng tăng dần, nuốt vướng liên tục, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp điều trị kịp thời.